Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 201. Mẫu vật khảo cổ bí ẩn này đã khiến các nhà khoa học phải đặt câu hỏi về nguồn gốc của loài người vào năm 2008 trong chuyến thám hiểm một hang động ở Siberia. Ngoài việc phát hiện ra chủng người hoàn toàn mới là Denisova, thì các nhà khảo cổ học còn tìm thấy một chiếc vòng tay cẩm thạch được chế tác bằng một công nghệ rất hiện đại. Điểm đáng chú ý là mặc dù chiếc vòng tay này đã có niên đại khoảng 40.000 năm, tuy nhiên vết khoan trên thân của nó được xác định là đã được thực hiện bằng một mũi khoan đặc biệt với dấu hiệu của công nghệ hiện đại. Vết khoan kỳ lạ trên chiếc vòng 40.000 năm tuổi này là điều không tưởng, vì theo những gì chúng ta được biết thì vào khoảng thời gian đó, con người vẫn chưa có bất cứ công nghệ nào đủ mạnh và đủ chính xác để có thể khoan được một chiếc lỗ sắc nét đến như vậy. Sau khi kiểm tra và phân tích vết khoan trên chiếc vòng thì các nhà khảo cổ học xác định rằng nó được thực hiện bởi một mũi khoan cố định có cơ chế giống với những chiếc khoan thời hiện đại và được khoan với một tốc độ cực kỳ cao. Việc công nghệ hiện đại này xuất hiện trước cả đoạn lịch sử được chúng ta ghi chép lại tới hơn 30.000 năm khiến cho các nhà khảo cổ học nghi ngờ rằng trước chúng ta đã từng có những nền văn minh tiên tiến và hiện đại tồn tại trên hành tinh này. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 202. Nếu muốn biết được sự rộng lớn của vũ trụ thì bạn hãy lật một cuốn sách ra và tìm dấu chấm nhỏ trên đầu một chữ Y ngắn. Giờ bạn hãy cầm cuốn sách lên và dang cánh tay ra xa rồi nhìn vào dấu chấm nhỏ trên chữ Y đó. Hãy ghi nhớ kích thước tí hon đó. Với một chiếc kính thiên văn đủ mạnh thì khi hướng lên bầu trời và quan sát vào một khoảng không bất kỳ với kích thước chỉ bằng dấu chấm mà bạn thấy lúc nãy thì người ta có thể quan sát thấy được tới hơn 3.000 thiên hà lớn nhỏ khác nhau. Đây chính là điều mà chiếc kính thiên văn Hubble đã làm được vào năm 1995 khi nó hướng về một điểm hoàn toàn đen tối, trống rỗng trên bầu trời và không có dấu hiệu của bất kỳ ngôi sao nào. Để làm được điều đó, người ta đã dùng ống kính thiên văn này để ghi hình liên tiếp không ngừng trong 10 ngày liền và cố gắng thu thập tất cả mọi tia sáng dù là nhỏ nhất được phát ra từ điểm tí hon trống rỗng đó. Và đây là kết quả mà chiếc kính cho ra. Bức ảnh này chứa đựng tới hơn 3.000 thiên hà lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó có những thiên hà cách xa chúng ta tới hơn 10 tỷ năm ánh sáng, một khoảng cách mà bộ não con người gần như không thể lách nổi. Những năm gần đây, các nhà thiên văn học đã cho lặp lại thí nghiệm tương tự với những vị trí khác trên bầu trời và kết quả cho ra là gần như tương đồng với lần đầu tiên. Và theo ước tính của các nhà thiên văn học thì nếu dùng chiếc kính Hubble để quan sát toàn bộ bầu trời đêm thì số lượng thiên hà mà chúng ta có thể thấy được rơi vào khoảng 100 tỷ thiên hà. Điều này lại một lần nữa cho thấy chúng ta không thể nào lẻ loi trong vũ trụ này, vì cơ hội để sự sống tồn tại đâu đó ngoài kia là quá lớn. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 203. Không phải sinh vật thời tiền sử nào cũng đáng sợ như chúng ta nghĩ. Bằng chứng là đây, sinh vật này hoàn toàn có thật và nó tồn tại ở kỷ Jura. Đây chính là khủng long bay tí hon Enirognathus. Chúng là một trong những loài thằn lằn bay nhỏ nhất từng được con người biết tới. Là thằn lằn bay nhưng không những không đáng sợ mà chúng còn cực kỳ dễ thương do sở hữu một chiếc đầu tròn vo và một cặp mắt siêu to tròn. Toàn thân thì được bao phủ bởi một lớp lông mềm mại như một cục bông, nhưng đó không phải là lông thú mà là một loại sợi đặc biệt được gọi là pycnofibers, chỉ có ở những loài thằn lằn bay. Và mặc dù là thằn lằn bay nhưng chúng lại sở hữu một bộ râu ria giống như loài mèo. Bộ râu này cộng thêm đôi mắt to giúp chúng định vị chính xác vị trí của con mồi, còn bộ lông mềm mại thì sẽ giúp chúng giảm tiếng ồn khi bay. Những đặc điểm cơ thể này biến chúng thành sát thủ săn đêm, nhưng mà chỉ săn được mấy em côn trùng nhỏ xinh thôi. Có thể thấy lối sống của Enirognathus khá giống với dơi và chim cú. Vì có ngoại hình cute như vậy nên nếu em Pokemon này vẫn còn tồn tại thì khả năng cao là nó sẽ được con người thu phục về làm pet cho mà xem. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 205. Đây là đỉnh của đại kim tự tháp Giza. Khi nhìn từ trên xuống, mặc dù là đỉnh nhưng nó rộng tới hơn 12 mét vuông. Tuy nhiên, thật ra là tại vị trí này còn có một khối hình chóp nhưng nó đã bị thất lạc. Và theo những ghi chép cổ của người Ai Cập thì khối hình chóp được đặt trên đỉnh là bộ phận quan trọng nhất của một kim tự tháp. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng để kim tự tháp có thể phát huy được công dụng thực sự của nó. Tuy nhiên, phần chóp của các kim tự tháp đã bị thất lạc từ lâu và không một ai biết lý do là gì hay hung thủ là ai. Có những ghi chép từ hơn 2.000 năm trước cho thấy rằng ở khoảng thời gian đó thì kim tự tháp đã không còn khối hình chóp đó ở trên đỉnh. Thực chất khi còn nguyên vẹn thì kim tự tháp được bao phủ bởi đá vôi trắng và được đánh bóng sáng loáng. Vì vậy, ánh sáng mặt trời sẽ phản chiếu lên bề mặt của kim tự tháp, giúp công trình này có thể dễ dàng được nhìn thấy từ ngoài không gian với một khoảng cách rất rất xa. Phần chóp trên đỉnh kim tự tháp được tin rằng là được làm bằng vàng, khiến nhiều người nghi ngờ có thể nó đã bị trộm mất. Và việc thất lạc bộ phận có khả năng kích hoạt công dụng thực sự của kim tự tháp càng khiến công trình này trở nên bí ẩn hơn với chúng ta. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 206. Nếu bạn là một người thích ăn cây thì sở thích này của bạn thực chất có phần hơi kỳ dị. Lý do là vì về mặt khoa học, cây không được xem là một loại vị. Lưỡi của bạn chỉ có thể nếm được những vị như ngọt, mặn, đắng, chua và một loại vị nữa được gọi là umami. Ngoài những vị này ra thì lưỡi chỉ có thể cảm nhận được cơn đau và nhiệt độ. Còn nguyên nhân mà gây ra cảm giác cay đó chính là capsaicin. Đây là một loại chất có trong hầu hết các loại thực phẩm cay. Nó có khả năng gây tổn thương cho các tế bào thụ cảm trên lưỡi bạn, và vị cay mà bạn cảm nhận được thực chất chính là một dạng đau đớn mà cơ thể đang phải chịu đựng. Vì vậy, nếu bạn thích ăn cay và luôn cảm thấy thiếu thiếu khi ăn những món không cay thì có thể nói là bạn có sở thích được hành hạ bởi những cơn đau. Bạn thích được đau nhưng ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, nếu như bạn ăn quá nhiều thực phẩm cay thì các tế bào cảm thụ cơn đau trên lưỡi bạn sẽ ngày một chai sạn và mất dần cảm giác. Vì vậy, lưỡi sẽ cần nhiều thực phẩm cay hơn mới có thể kích hoạt được cơn đau. Điều này làm bạn có xu hướng ngày một ăn cay nhiều hơn để thỏa mãn sở thích được tra tấn bởi những cơn đau của mình. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 207. Đây được xem là sinh vật quái dị nhất trên trái đất. Bọn này chính là giun nước thải. Chúng dài khoảng 20 cm và là họ hàng gần
gần với đĩa và giun đất đều làm loài giun này trở nên cực kỳ quái dị. Đó là chúng rất thích sinh sống ở những môi trường siêu bẩn thỉu như là bãi rác, ống cống hay những vũng nước thải độc hại. Chúng sẽ cố gắng tìm tới những chiếc ống cống dơ bẩn và hôi hám, nơi có những thứ chất thải gớm ghiếc nhất để an cư lạc nghiệp. Nhưng một khi giun nước thải không thể tìm ra nơi lý tưởng và an toàn để sống, thì chúng sẽ bắt đầu thi triển một loại khả năng đặc biệt, đó là chúng sẽ tập hợp lại và quyện vào nhau với số lượng hàng ngàn cá thể và hoạt động cứ như đây thực sự là một cơ thể sống độc lập vậy. Khi một con cử động thì tất cả sẽ cử động. Đây là góc nhìn cận cảnh gương mặt của chúng. Mặc dù có một gương mặt đáng sợ và lối sống kỳ dị, nhưng giun nước thải lại rất quan trọng đối với hệ sinh thái. Chúng vừa là nguồn thức ăn cho những loài cá nhỏ, lại vừa đóng vai trò lọc sạch nguồn nước nơi chúng sinh sống. Tuy nhiên, mặc dù nhìn có vẻ ngon miệng, nhưng bạn tuyệt đối không được ăn thử đống giun này, bởi vì chúng mang trong mình rất nhiều loại bệnh và ký sinh trùng nguy hiểm có thể đưa bạn sang thế giới bên kia một cách rất nhanh chóng. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 208. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một khu rừng cổ đại cực kỳ rộng lớn nằm bên dưới lòng đất tại khu vực phía nam Trung Quốc. Nó là một hố sụt lún khổng lồ nằm ẩn bên dưới một ngọn núi. Những bức hình dưới đây cho thấy rằng khu rừng dưới lòng đất này trông không khác gì một thế giới thu nhỏ, và sự sống bên dưới đó có vẻ là cực kỳ đa dạng. Đặc biệt là khu rừng kỳ lạ này rộng tới nỗi nó có hẳn một kiểu khí hậu riêng khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Để dễ hình dung hơn về độ rộng lớn của khu rừng này, thì một vài loài cây ở đây có độ cao lên tới 40 mét. Điều đáng chú ý là khu rừng này chỉ là một trong số rất nhiều những khu rừng dưới lòng đất được tìm thấy tại Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là sẽ còn rất nhiều những khu rừng tương tự được tìm thấy trong tương lai, và các nhà khoa học tin rằng có khả năng cao là có những chủng loài sinh vật hoàn toàn mới mà con người chưa từng biết tới đang tồn tại bên dưới những khu rừng bí ẩn này. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 209. Các bác sĩ ở Canada đã phát hiện ra được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết. Mới đây, khi đang điều trị căn bệnh động kinh cho một người đàn ông 87 tuổi, các bác sĩ đã đưa ông ta vào một chiếc máy quét sóng não, nhưng không may là người đàn ông này đã lên cơn đau tim và qua đời ngay lúc đó. Tuy nhiên, cơ thể ông vẫn còn ở trong chiếc máy và bộ não của ông vẫn được chiếc máy quét qua. Ngay sau đó, các bác sĩ đã kiểm tra kết quả và nhận thấy một điều cực kỳ khác thường. Đây là biểu đồ thể hiện hoạt động ở hai bán cầu não của người đàn ông. Vị trí này chính là khi tim của người đàn ông bắt đầu ngừng đập. Kỳ lạ là khoảng thời gian 30 giây trước và 30 giây sau thời điểm tim ngừng đập thì sóng não của người đàn ông đột ngột tăng mạnh. Loại sóng não này cũng cực kỳ đặc biệt. Nó được gọi là sóng gamma dao động và chỉ được tạo ra khi con người đang ở những trạng thái đặc biệt như phục hồi trí nhớ, thiền định, mơ và mơ tỉnh. Điều đó có nghĩa là mặc dù thân xác của người đàn ông đã chết, tuy nhiên trong một thời gian ngắn não bộ của ông vẫn kịp diễn ra một hoạt động gì đó. Có thể đó là một nghi thức đặc biệt trước khi con người lìa đời, và các bác sĩ cho rằng khoảnh khắc đó chính là lúc người đàn ông đã được xem lại toàn bộ cuộc đời mình một lần nữa như một cuốn phim trước khi ông thực sự ra đi. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 210. Đây là hành tinh WASP-107b, hay còn được gọi là hành tinh kẹo bông gòn. Đúng vậy, hành tinh này là hoàn toàn có thật. Nó tồn tại ngay trong thiên hà của chúng ta và cách trái đất chỉ khoảng 200 năm ánh sáng. Hành tinh này có kích cỡ tương đương với sao Mộc, nhưng trọng lượng của nó lại nhẹ hơn sao Mộc tới 10 lần. Nơi này đúng nghĩa là thiên đường dành cho những ai yêu thích màu hồng nam tính, vì toàn bộ bề mặt của nó đều được bao phủ bởi một màu hồng sữa cực kỳ ngọt ngào. Hành tinh này được phát hiện vào năm 2017 và cũng là hành tinh đầu tiên giàu khí heli trong bầu khí quyển được các nhà thiên văn học phát hiện ra. Mặc dù chúng ta chưa có bất cứ manh mối nào về sự sống trên WASP-107b, nhưng nếu sự sống có tồn tại trên hành tinh này thì những sinh vật ở đó sẽ sinh sống trong một môi trường khá là thú vị. Khi bề mặt hành tinh thì mềm mại tơi xốp như một cục bông gòn, còn bầu khí quyển thì ngập tràn khí heli, loại khí mà thường được dùng để bơm vào bong bóng tại trái đất.